Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây. Và mình là một người cực kỳ hứng thú với cả công nghệ, đặc biệt là công nghệ VR. Cái công nghệ này là cái công nghệ mà mọi người bảo rằng sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Những bộ phim như là Sword Art Online hay là Ready Player One đã thể hiện được cái giấc mơ của con người về cái loại công nghệ này. Nhưng gần đây, trong WWDC của Apple, với sự ra mắt của chiếc Apple Vision Pro thì chúng ta ngày càng gần với cả cái tương lai đó. Nhưng mà đây cũng là điều khiến cho mình cảm thấy sợ hãi. VR, Virtual Reality, chính xác hơn là thực tế ảo. Về cơ bản, công nghệ của nó là anh em đeo một chiếc kính vào, trong nó sẽ có một chiếc màn hình, và trong cái màn hình đấy sẽ là một thế giới ảo hoàn toàn, khác hoàn toàn với cả thế giới thật của chúng ta. Những cái sản phẩm tiêu biểu có thể nói tới đó chính là Meta Quest này, Valve Index này, HTC Vive này, vân vân và vân vân. Còn AR, Augmented Reality, giải thích ra thì nó có thể gọi là thực tế tăng cường thực tế hay là thực tế tương tác gì đấy. Tức là anh em sẽ đeo một chiếc kính vào, thay vì là có một chiếc màn hình mặt che hết cái tầm nhìn của anh em, thì anh em sẽ nhìn vào thế giới thật, nhưng sẽ có thêm HUD, sẽ có thêm hình 3D, sẽ có thêm màn hình nọ, màn hình kia. Tức là mọi thứ vẫn dựa trên cái thế giới bình thường của anh em. Cái điều đấy thì sẽ bị, nhưng mà cái kính, những kính AR ấy thì sẽ bị giới hạn, đó chính là cái việc điều khiển những cái element đấy sẽ không được xịn sò bằng như là kính của VR. Những sản phẩm tiêu biểu có thể nói tới đó chính là chiếc Rocket Air và Unreal Air, theo nhìn nhớ như vậy. Còn Apple Vision Pro thì lại là một sản phẩm kiểu khác. Apple Vision Pro là một kính MR, Mixed Reality. Nó là đứa con của VR và AR, tức là ảo kết hợp với thật rồi trộn vào nhau để tạo nên chiếc kính Apple Vision Pro. Tất nhiên, đây không phải là công nghệ mới. Chiếc kính gần đây nhất có khả năng làm như vậy đó chính là chiếc Meta Quest Pro. Nhưng có lý do tại sao mà có rất nhiều người làm video về chiếc Apple Vision Pro này, và mình sẽ giải thích cho anh em trong video này nhé. Về cơ bản, Apple Vision Pro là một chiếc kính stand-alone, tức là chúng ta không cần phải cắm vào điện thoại, không cần phải cắm vào laptop, không cần phải cắm vào iPad, nó vẫn có thể chạy được bình thường, bởi vì bên trong nó là một chiếc chip M2. Ngoài ra thì nằm sau cái đằng lens của nó ấy, cái lens pancake của nó ấy, thì là hai màn hình Micro OLED với độ phân giải khoảng tầm 4K. Và hai bên này thì sẽ là hai cái loa, và bên cái tai này chúng ta sẽ có một cái chỗ để anh em gắm dây và gắn cục pin để đút vào túi quần. Cái thứ đặc biệt của chiếc M2 này, của chiếc Apple Vision Pro này, đó chính là chip R1. Chiếc chip này nhằm mục đích xử lý tất cả các dữ liệu và theo dấu mọi cử động của anh em và chiếc kính. Tất nhiên, sự đặc biệt của chiếc kính này nằm ở cái điều khiển của nó, hay chính xác là sự thiếu điều khiển của nó anh em ạ. Như những chiếc kính khác, ví dụ như là PSVR2 này hay là Oculus Quest này, vân vân và vân vân, nó đều có những cái phương pháp điều khiển riêng của họ. Nhưng Apple thì không, họ không sản xuất, họ không làm, họ không bán kèm, họ không bán thêm bất kỳ chiếc điều khiển nào. Bởi vì Apple sử dụng con mắt, bàn tay và miệng của anh em để điều khiển chiếc Apple Vision Pro. Làm như nào? Với cơ bản, Apple Vision Pro sẽ có hai cam trước, hai cam phía dưới đây, hai cam hông này, hai đèn tiêu ngoại, hai cái đèn gọi là True Depth Sensor, hai cam True Depth Sensor và một cái đèn LiDAR ở giữa. Những cái cam đó, những cái sensor đó, mục đích là để theo dõi cái chuyển động, những cái di chuyển, những cái hành động của anh em và theo dõi tất cả mọi thứ trong môi trường 3D. Còn nằm ở bên trong kính ấy, bên trong cái lens này, chúng ta sẽ có đèn LED và đèn IR để theo dõi được cái chuyển động con người của chúng ta. Nhưng nó khác biệt hoàn toàn với cả PSVR. Nó không chỉ là để cái mục đích là làm nét chỗ này, làm mờ chỗ kia, mà nó còn sử dụng với mục đích là con trỏ chuột nữa. Tức là khi mà anh em, chẳng hạn như anh em nhìn vào cái này, là nó sẽ nổi lên và nó hiện ra một cái như kiểu là một cái animation, như kiểu chúng ta đã chọn vào cái mục đấy. Nhìn vào kia nó cũng sẽ nổi lên và có animation như kiểu chọn vào đó. Và để chọn chúng ta chỉ cần bấm tay và thôi. Nói chung là cực kỳ là ghê anh em ạ. Nghe đây là căng rồi đúng không? Và theo những gì mình nhìn ấy, mình được xem và mình được gọi là nghe ấy, thì đấy là một cái cảm giác rất là ảo ma. Bây giờ anh em thử nhá, anh em bấm F cho mình, tắt full screen đi, rồi anh em nhìn vào cái logo YouTube cho mình nhá. Rồi anh em tưởng tượng rằng khi mà nhìn tập trung vào cái logo YouTube ấy, tự nó nổi lên một phát, nó animation một phát. Ảo ma đúng không? Nghĩ tôi đã dùng mình rồi. Và tất nhiên chúng ta có thể sử dụng những cái này một cách rất là đơn giản, một cách rất là cơ bản luôn. Lướt web, xem phim, nhìn vào đâu, bấm vào là xong. Lướt web chỉ cần bấm, xong rồi lướt lên gần như không có delay. Hay là muốn search đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhìn vào phím xong rồi bấm này kia. Hay chỉ cần nhìn vào thanh search rồi nói ra là nó sẽ tự động nhận giọng nhận cái giọng và ghi đầy đủ tất cả những thứ ở đấy luôn. Thực sự quá là tuyệt vời. Đến đây thì anh em hỏi là tại sao mà Apple không sử dụng tay làm con trỏ của chúng ta? Thì anh em phải tưởng tượng nhá. Ví dụ đây, đây là một tờ giấy đúng không? Nếu mà bây giờ mình bảo anh em
bấm vào tờ giấy thì nó sẽ có lực phản hồi là tờ giấy, nhưng trong một môi trường ảo thì chúng ta sẽ bấm xuyên qua nó và không hề có lực cản gì cả. Điều đó thì sẽ tạo nên một cái sự không phản hồi và khiến cho người dùng rất là khó chịu khi dùng. Thứ hai là khi mà anh em sử dụng một cái kính VR như thế thì nó sẽ có một cái delay giữa cái camera thế giới thật và mắt của anh em, bởi vì camera sẽ bắt thế giới thật này phân tích rồi sẽ thể hiện thông qua cái màn hình ở trên mắt này, luôn luôn sẽ có delay khoảng tầm 200 ms đã khó chịu rồi. Bình thường anh em chơi liên minh điện thoại ở 30 ms, lên khoảng tầm 100 ping đã thấy khó chịu rồi, bây giờ 200 ping mà lại còn là tay của mình di chuyển thật nữa thì càng khó chịu hơn, đúng không? Thế nên là mỗi khi mà mình sử dụng, ví dụ như mình đã dùng chiếc Meta Quest 2 ấy, có cái phần gọi là hand tracking ấy, thì khi mình di chuyển nhá, nó sẽ như này, là mình di chuyển tay rồi sẽ phải đợi mắt mình phản hồi xem là ok, trong màn hình thì tay đã di chuyển chưa, tay di chuyển rồi, ok đúng không, thì lại bấm, xong rồi mắt lại phải xác nhận được rằng là đã bấm rồi mới hành động tiếp. Thế thì bây giờ việc mà Apple lựa chọn con mắt làm con trỏ là điều cực kỳ tuyệt vời, bởi vì nó cắt luôn cái middleman và chỉ có là nhìn thấy, bấm, xác nhận, thế là xong, chỉ đúng 3 bước thôi, thay vì là cả một bước dài khi mà dùng tay như kia. Mình nghĩ rằng việc lựa chọn mắt làm cái con trỏ là hoàn toàn hợp lý. Vậy thì sử dụng nó như nào? Rất đơn giản thôi anh em ạ. Chiếc kính này đơn giản chỉ là một chiếc laptop với chip M2, với một hai chiếc màn hình OLED và một chiếc lens để chúng ta đeo vào và xem. Tức là chúng ta có thể làm việc, đánh văn bản, lướt web, xem phim, lướt app, nhiều khi là chơi cả game trên chiếc kính này nữa. Và nếu mà chúng ta muốn mở rộng cái môi trường làm việc chúng ta ra, có một chiếc laptop MacBook ở đây thì chúng ta chỉ cần là screen mirroring lên và tạo ra 3-4 cái TV 42 inch, 50 inch ở trước mặt của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Và cái việc sử dụng này thì vô cùng nét, bởi vì nhờ có cái việc mà theo dõi con người, Apple có thể làm nét được chỗ khu vực mà chúng ta tập trung vào và làm mờ các khu vực khác, khiến cho chiếc kính này có thể dành được những cái horsepower của nó vào những mục cần làm nét. Nhưng tất nhiên, do đây là sản phẩm Gen 1, thế nên là hiện tại vẫn chưa có những ứng dụng dành riêng cho, tức là những ứng dụng của các app khác, mà chỉ có những ứng dụng của Apple mà thôi. Thế nên là Apple đang liên kết với cả những công ty lớn, những cái dịch vụ lớn để tạo nên những cái trải nghiệm dành riêng cho kính của họ. Trong tương lai, có thể anh em sẽ kiểu như là xem bóng đá này, xem bóng chày này, xem phim này, lựa chọn game này, lựa chọn các trải nghiệm này, vân vân và vân vân. Những cái trải nghiệm chỉ dành riêng và chỉ có riêng trên chiếc kính Apple Vision Pro. Và tất nhiên, đó chỉ là những cái gọi là rất là cơ bản thôi. Có những cái công nghệ cao siêu nữa, những cái công nghệ khác, nhưng mà mình nghĩ rằng không phải là cái key của sản phẩm này. Ví dụ như là quét nhãn mạc để gọi là đăng nhập này, hay là khi mà anh em đến Apple Store muốn mua cái kính này thì anh em phải đến Apple Store quét mặt, rồi họ sẽ in một cái foam custom dành riêng cho anh em để dí vào mắt này. Hay là cái việc mà chúng ta có thể thu hình mọi người đang xem xiếc các kiểu này, các thứ bằng cái kính này, tức là kiểu quay video 3D bằng cái kính này kiểu như thế. Và chúng ta sẽ còn có cả một chiếc màn OLED đằng trước đây để thể hiện mắt của chúng ta khi mà đang dùng kính. Cái này thì mình thấy khá là dị. Ngoài ra thì còn có một cái tính năng pass-through khá là hay nữa, tức là có một cái núm như kiểu trên đồng hồ ở trên kính này, anh có thể xoay ra để có thể chui lại vào thế giới ảo, hay là xoay ngược để trở lại vào thế giới thực. Rất là ảo và khá là căng đấy. Và theo như mình biết thì cái chất lượng pass-through cũng tương đối là tốt, bởi vì họ có tận là 1, 2, 4, 5, 6 cái camera cơ mà, để có thể thu được tất cả thế giới. Những cái hình đó là hình stereo, có màu mic đầy đủ và với độ nét tương đối là cao. Nói thật thì mình nghĩ rằng cái chế độ transparency của AirPods nó tốt như nào thì mình nghĩ rằng cái chế độ pass-through của Apple Vision Pro sẽ tốt như thế. Nhưng mà nói đến đây thì mình cảm thấy khá là sợ hãi, bởi vì một sản phẩm tốt được như thế thì sẽ khiến cho người dùng khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chả như mình đi, mình từng chơi tựa game đó chính là Half-Life Alyx ở trên chiếc Quest 2 của mình. Thì ở trong cái tựa game đấy, nó sẽ có một cái mechanic, tức là một cái cách chơi đó chính là anh em sẽ có một cái găng tay trọng lực này, và anh em chọn một cái thứ, anh em hơi nắm vào nó xong em vật lại rồi nắm lại, tức là kiểu trọng lực để kéo lại ấy, để có thể như là kiểu chơi game một cách dễ dàng hơn đấy, kéo phát. Và sau khi mà mình phá đảo game đấy nhá, mình gần như là bị ngộ game luôn, bởi vì mình nhiều lúc mình cảm thấy như kiểu uầy, mình có thể lấy tay ra như thế nào mình giật nó vào đấy, bởi vì mình cảm thấy ngộ game như thế mà, bởi vì cái thế giới của nó quá là thật, nó quá là ảo ấy, nó thật một cách bức ảo ấy. Mặc dù mình đang chơi trên Quest 2 thông qua gọi là delay của không dây với một cái màn hình rất là mờ ấy nhá, bởi vì là khi mà anh em truyền không dây thì nó bị mờ hơn một chút ấy, rõ ràng là mờ như thế mà mình còn bị ngộ game như vậy, thì Apple Vision Pro với cái độ phân giải cao, với độ nét như thế, thì liệu rằng chúng ta có thể ngắt được ra không?
cái ngành công nghiệp bây giờ ấy, lớn nhất bây giờ không phải là ngành công nghiệp cơ khí hay dầu mỏ gì cả. Mình nghĩ rằng đó chính là ngành công nghệ quảng cáo, ngành công nghiệp quảng cáo. Tức là sản phẩm có thì phải quảng cáo thì mới ra được không? Và Apple thì đang nắm giữ, nào thì nhà anh em nhìn như nào, mặt anh em nhìn như nào, mắt anh em nhìn đến đâu, tay anh em di chuyển như nào, anh em xóa lộ nhanh như nào. Đấy, thế thì với như thế thì chẳng hạn như là anh em xem một trang web đúng không? Anh em nhìn vào cái quảng cáo như này và chỉ cần nhìn qua một chút thôi, Apple biết rằng anh em đang nhìn vào đấy và họ sẽ nghĩ rằng anh em đang hứng thú với sản phẩm đó, và sau đó thì cho những quảng cáo liên quan tới những cái sản phẩm như vậy. Nghe đáng sợ đúng không anh em? Mà kể cả bây giờ không quảng cáo đi thì trong thế giới hiện tại này, điện thoại này, anh em chúng ta rất nghiện điện thoại đúng không? TikTok cứ mỗi phút mỗi giây lại truyền cho chúng ta dopamine khi mà chúng ta mở điện thoại lên, mở cái app lên. Bây giờ thì Apple Vision Pro, hai cái lens ngay trước mắt, hai cái màn hình ngay trước mắt đây, tiêm chúng ta dopamine liên tục vào con người của chúng ta, thì liệu rằng bao giờ chúng ta có thể giật nó ra đúng không? Bao giờ chúng ta mới có thể tiếp thực, gọi là tiếp nhận thế giới thật, khi mà trong kính này thế giới nó màu sắc bao nhiêu, saturation nó cao bao nhiêu, rồi các dịch vụ tuyệt vời đến bao nhiêu, rồi sẽ đến cái lúc mà chúng ta sẽ có kiểu ví dụ như là dịch vụ bạn gái ảo thông qua kính Apple Vision Pro đó. Bởi vì họ biết rằng anh em hay nhìn vào phụ nữ kiểu gì đúng không? Thế nên là họ có thể tạo ra những dịch vụ như thế. Và đến lúc mà anh em cởi kính ra thì anh em sẽ thất vọng đến nhường nào, anh em sẽ cô đơn đến nhường nào khi nhìn vào thế giới thật, bởi vì anh em biết rằng chúng ta chỉ có mỗi kính thôi. Đấy, nó giống như kiểu là phim Matrix ấy. Bây giờ bên này là Red Pill, đấy, viên thuốc màu đỏ. Anh em nắm vào nó thì anh em sẽ nhận được cái thế giới thật, cảm xúc thật, mọi thứ đều thật, nhưng mà thế giới nó xấu và xám xịt. Còn bên này thì là viên thuốc màu xanh. Anh em sẽ nhận được dopamine, một thế giới đầy adrenaline, sắc màu, tươi sáng, nhưng mà tất cả mọi thứ đều là giả. Nói chung thì mình đoán ấy là khoảng tầm 10 năm nữa thôi, 10 năm nữa là cái công nghệ này sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì với tốc độ phát triển của AI này, công nghệ màn OLED này, công nghệ tracking này, công nghệ camera này, thì thực sự khoảng tầm 10 năm nữa thôi ấy, chúng ta sẽ có những trung tâm cai nghiện TikTok, trung tâm cai nghiện Apple Vision Pro. Bởi vì khi đó quá nhiều người muốn sống trong cái ảo chứ không muốn sống trong cái thật nữa. Và nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì chưa, chắc chắn là chưa đâu. Bởi vì chiếc Apple Vision Pro đấy đang có mức giá là 3.500 đô anh em nhé, 3.499. Và chiếc 4090 bây giờ ấy đang có mức giá là 1.600, thấp nhất về Việt Nam là 50 triệu. Thì tức là nếu mà anh em quy đổi ra tiền, nhân theo tiền công nghệ ấy, thì chiếc Apple Vision Pro sẽ có khoảng tầm 100-110 triệu. Và đó là những gì mà mình lo ngại về chiếc kính này. Nhưng mà mình vẫn rất là hứng thú với cái công nghệ này không? Bởi vì là mình đam mê với nó mà. Đấy là cái quan niệm của mình. Mình nghĩ rằng là công nghệ nó cũng chỉ là công nghệ thôi, anh em không nên quá dựa vào nó. Còn ý kiến của anh em thì sao? Anh em sẽ thích cái kính này hay không thích cái kính này? Mình thực sự cảm thấy rằng Apple đang đặt lên một cái tầm mới cho công nghệ VR, AR và MR, và hy vọng rằng các công ty khác có thể phát triển theo và đưa ra những sản phẩm tốt hơn, tuyệt vời hơn với mức giá rẻ hơn. Ý kiến anh em nào thì để dưới comment nhé. Mình cảm ơn anh em xem video này và hy vọng gặp lại anh em ở video sau.